và anh em. Đây là địa điểm đầu tiên mình ghé thăm ở Phú Quốc, quán bún quậy Thanh Hùng 3. Bây giờ mình sẽ vô trải nghiệm cho anh em xem ha. Địa chỉ mình sẽ ghi ở bên dưới video. Đó. Đây mình sẽ đi vô quán nha, mình thưởng thức rồi review anh em xem nha. Cái này là sao chứ? À, pha nước chấm à. Tráng đều trong tô vậy, xong mình bốc nước vô thôi em. Tráng cho nó chín mỏng. Tán cho mỏng ra. Đây là xong một tô rồi. Nha, có bò nhưng mà hết bò. Bò. Hết bò. Bò. Thấy bò tơ Tây Ninh. Thay vì có bò nữa. Ở này là hết bò. Còn bún ở nhà mình làm sẵn tại chỗ luôn ha em. Cách rồi mà. Cách đây 3 năm có ghé Đà Nẵng à? 3 năm mà, 3 năm em chưa mở mà. Vậy là kênh kia hả? Dưới này mới mở được năm ngoái. Cái này hành này nhớ là ăn cái này là bỏ hành nhiều lắm mà. Tùy anh, bỏ nhiêu anh bỏ. Nước tô kìa. Luôn. Đang nấu nước lèo cùng bún nước cùng bún luôn. Nước tắc hả? Tắc. Nước chấm. Ba một bốn thứ, bột ngọt, đường, ớt và muối. Nước tắc. Được chứ? Quy định làm bún á. À. Xong rồi đó, giờ quy trình là đổ vô, tới mình quậy là ăn đúng không em? Tới mình quậy lên là ăn phải không? Đó, đó nước lèo đổ vô. Đó, quậy kìa. À. Đây là một cái chu trình làm bún quậy rồi, nãy quay từ đầu tới cuối cho anh em xem mà ha. Tôm tươi, cá tươi. Cá này là cá gì em? Cá thu à? Trộn nước sôi lại lần nữa là vậy là chủ yếu ăn cho nó nóng cũng ngon lắm. Một tô rồi cái mâm rồi anh em ăn bún quậy với mình ở Phú Quốc nha. Hiện tại là mấy gia đình mình ghé quán bún quậy gì ha, Thanh Hùng Ba, rồi làm bún cho anh em xem rồi đó. Giờ tới công đoạn ăn nha, mời cả nhà mình ăn chung nha. Có lý có lý, ăn thử miếng mực à. Ngon quá. Bún tươi. Được không?
bột ấy mà, bột chứ ấy chứ phải như bột. Thử cá dai không? Cá thu với cơm dai ngon quá. Hơn nhau cái chỗ là vô cái gì cũng tươi, làm bún cũng tươi, cá cũng tươi, không có ấp lẩm ha. Vô mới làm bún mà. Hồi nãy là cái tô nước chấm mà chủ quán có làm sẵn, cũng trộn sẵn à. Rồi xin nước ớt nữa coi. Ớt cho nó cay à. Ba năm mà hả? Được không Hoàng? Đi máy bay nửa tiếng ra cái Phú Quốc tiếp đón mình bằng một cơn mưa. Giờ tạnh rồi, giờ 10:30 à. Ăn xong cái mình rút về đó mình chơi khoảng 4 giờ cái mình vô rồi. Tại mình ra tới đó là trễ nè, con không biết có nên là ăn buffet không nè. Tại ăn buffet nó giới hạn mình đó. Mình chơi đã xong mình rút về tối mình đi ăn ngon hơn. Nãy đâu có đem đồ ăn theo à? Đã không? Có tôm dẻo. Bữa ăn tôi bốn xứ hạng mà thôi à. Đây qua. Cho mấy ly nước mía đi em. Sáu ly.